Chào cả nhà, hôm nay mình lại lên một cái video đêm hôm qua rất là thú vị với những cái lệnh short của Ripple. Khi mà lực bán tháo đẩy ra và các cây nến được đẩy ra Bollinger Band ở dưới thì lập tức lực bán có thể được tung ra. Có rất nhiều các cái tin tức mà Ripple bị giới hạn bởi số lượng. Ngoài ra Google cũng như là một số các ngân hàng đang có chính sách kiểm soát Ripple khiến cho lực bán tháo được đẩy ra. Người ta bắt đầu hoài nghi về Ripple bởi vì đây là một currency, không phải là miner, tức là không phải là hệ thống đào. Chính vì thế anh Eddie, hôm qua ngó qua các room thì tôi thấy Polo cháy khét lẹt, đúng không ạ? Margin call đỏ lòm được xảy ra và tôi đang có mặt ở Sài Gòn. Thì một số các cái thông tin về Ripple vì sao lại như vậy thì tôi có thể tung ra các thông tin mà banh sáng nay gửi về cho chúng ta như sau. Thứ nhất, Ripple được kiểm soát bởi các ngân hàng và họ đưa ra những cái chế định về các vấn đề về thanh toán. Đây là một coin dạng currency. Nó có thể được đẩy giá lên với một cái mức độ thanh khoản và tỷ lệ tiền tệ mang tính chất là khống. Thứ hai, Ripple được 12 ngân hàng và các ý kiến tung ra là đây là một loại tiền tệ điện tử, tiền tệ kỹ thuật số, do vậy phải kiểm soát và áp đặt cái mức giá ở dạng là 0.2 cho cái tỷ lệ đặt cược ban đầu. Nghĩa là gì? Nghĩa là họ sẽ giới hạn việc tăng giá. Từ đó các cái thông tin của Google cũng như là các cái bank và họ đang chưa thống nhất được về cái vấn đề thanh toán trong các cái lĩnh vực mà công nghệ của Google. Từ đó Ripple đã đổ thảm từ cái giá là 0.34 cho xuống còn 0.21, và hiện tại Ripple đấu với Bitcoin đang ở dạng là 11.290. Thì ngó qua các room chúng ta sẽ thấy được tại sao chúng ta phải đi short trong thời điểm này chứ không phải đi long. Chúng ta chỉ được phép mua chữ các bạn ạ. Mua chữ trong exchange, mua chữ tức là gì ạ? Long trong phòng trong khoảng 0.01, 0.11, 0.12, 0.13, chúng ta mua giải và bình quân giá. Còn riêng về trade margin, chúng ta buộc phải thực hiện các yếu tố về short. Hãy chờ Ripple chạm đỉnh, chạm đường giữa của Bollinger Band rồi đi short. Hãy liên tiếp cập nhật để chúng ta biết được là đi short trong thời điểm này đối với Ripple là chuẩn. Bởi vì sao? Bởi vì xu hướng xuống vẫn được tăng lên, xu hướng xuống vẫn được đẩy ra. Thì đó chính là cái cách mà chúng ta đi short tại điểm giữa của Bollinger Band. Mọi chi tiết xin liên hệ với vốndầutư.com và đầu tư gì.vn. Chúng ta có thể add Zalo 0987732228. Anh Eddie, anh cập nhật tất cả thông tin và chuyển vào hệ thống của chúng ta và chúng ta sẽ cập nhật cái lệnh short trong thời gian tới. Xin được cảm ơn.